Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta thả thơ là chúng ta đã nhắc tới về ngôn ngữ và văn hóa. Và bây giờ tiếp theo có cái này mà An Miên thấy là trong hội chợ Tết sinh viên cũng có luôn. Mà ở Việt Nam thì nói chung là chắc chắn là có nhiều rồi. Đó là khai bút đầu năm và câu đối. Thì những cái này đó nó có liên quan tới nhau. Vì câu đối đó là người ta sẽ là xin trước Tết, hoặc là mua câu đối của những người ông đồ thì người ta đem về dán trước cửa. Thì cái này là một cái phong tục, nhưng mà nếu có thời gian thì sẽ đi chi tiết, còn không thì chúng ta sẽ nói nhanh để đến những cái phong tục khác. Thì cái câu đối đó đó là cái vấn đề là mua trước đầu năm. Nhưng mà cũng có những người khai bút không tự khai bút được. Chẳng hạn như những người không có quen cầm bút cầm cọ thì họ đi xin chữ. Xin chữ xong xuôi rồi đó thì người ta cũng gửi tặng ông thầy đồ một cái món tiền nhỏ nhỏ. Thì đầu năm á, còn không á thì học trò, và đây là thầy giáo thì chắc chắn năm nào chắc giáo sư cũng phải khai bút đầu năm, phải không ạ? Dạ không, nhưng mà sẵn cô đang nói đến trò chơi của Tết đó, thì tôi cũng xin đóng góp một chút là như thế này. Đây là một trò chơi mà chính tôi sáng tác ra để dành cho các em sinh viên ở trường UC Irvine. Và cái trò chơi này tôi đã làm đi làm lại mỗi năm mà đã được cũng ít nhất là 20 lần rồi, 20 mùa xuân rồi. Và cái trò chơi này nó vừa Tết, nó vừa có văn hóa, mà nó vừa có cái nét ngôn ngữ trong đó là như thế này. Khi ông cụ tôi lúc cụ còn sinh thời đó, thì ông biết tiếng Hán và tiếng Nôm. Thì tôi mới nhờ ông á, viết một số thành ngữ mà bằng tiếng Việt, nhưng mà viết bằng chữ Nôm. Tức là chữ Nôm như chúng ta biết đó, nhìn vào nó giống như là tiếng chữ Tàu vậy, nhưng mà mình đọc là mình đọc ra âm Việt Nam. Thì cậu đã viết cho tôi hình như 12 câu. Thì những cái câu đó như thế này là học hành tấn tới, rồi cha mẹ sống lâu, rồi bạn bè giúp đỡ, rồi đầu năm may mắn chẳng hạn. Toàn là những cái câu tốt đẹp cho ngày Tết. Rồi tôi mới in cái tờ đó ra. Mỗi câu như vậy thì thí dụ cha mẹ sống lâu, nhưng mà mình nhìn vào mình sẽ thấy bốn cái chữ nó y như chữ Tàu, nhưng mà đó là chữ Nôm. Thì qua đó là tôi mới cũng như là giới thiệu cho các em chữ Nôm của tiếng của mình đó, nó trông như thế nào. Được nhiều đồng nghiệp người dạy tiếng Hoa đó, họ đứng họ nhìn nó, ô nhìn sao giống tiếng của tôi quá mà tôi không hiểu gì hết. Thì các em mới quay số. Mới quay xong rồi nó ngừng ở chỗ nào thì các em sẽ lấy cái tờ đó và đem về. Nhiều em nói là được học hành tấn tới các em thích lắm. Hay là em khác được, cha mẹ sống lâu nữa, phải đem về tặng cha mẹ đầu năm. Hay quá. Thì đó, cái trò chơi đó thì cứ mỗi năm tôi lại chơi lại cho các em. Nhưng mà vì nói là làm lại, chơi lại, nhưng mà lớp là các em mới, chứ không phải em cũ, thành ra nó cũ mà nó lúc nào nó cũng mới cả. Hay quá, thật ra cái đó phổ biến cũng rất là hình thức xin chữ, nhưng mà nó dễ dàng hơn, tiện hơn, hay là ngồi đợi thầy viết từng chữ một thì nó lâu quá. Dạ, tôi viết sẵn, tôi in sẵn ra. Vâng, thì An Minh cũng thưa với quý vị á, là cái tục xin chữ thì nó cũng có từ lâu rồi, nhưng mà thịnh hành là của một vị thầy rất là nổi tiếng, gọi là danh nhân trong lịch sử của đất nước chúng ta, đó là thầy Chu Văn An. Và nhắc tới thầy Chu Văn An, sau này có nhiều nhà văn, nhà gọi là những người mà học giả, những nhà giáo dục đều công nhận rằng thầy không phải là thầy của thế hệ đó, mà là thầy của vạn bậc thầy, tức là thầy của những bậc thầy và của tất cả những người học trò cầm bút theo học. Thì nhắc tới gọi là bậc sư phụ nổi tiếng là ngày thầy Chu Văn An thì không thể nào quên được những cái khí tiết của ngài, của thầy, là thầy là đỗ đạt và làm quan của trong thời triều nhà Lê, và thời đó là ông Dụ Tông. Thì cái ông vua Dụ Tông đó lên ngôi lúc còn nhỏ lắm, nhưng mà rồi lại nhiễm vào những cái ăn chơi sa đọa, rồi dung túng những gian thần, nịnh thần, phản thần. Sau khi mà thầy Chu Văn An mới dâng sớ mà nổi tiếng trong lịch sử, đó là thất trảm sớ, tức là chém đầu những cái tên gian nịnh đó. Nhưng mà ông vua Dụ Tông ông không có thi hành, thành ra thầy mới từ quan trở về làm thầy giáo. Và từ đó trở đi chúng ta có một người thầy rất là tốt đẹp và hướng dẫn biết bao nhiêu những bậc danh nhân, những người vị anh hùng kế tiếp của đất nước Việt Nam chúng ta.
Và cái tục xin chữ đó là cứ hàng năm vào đầu xuân, thầy đều ban cho mỗi học trò một chữ. Và những cái chữ đó của người xưa không phải là thừa. Chẳng hạn như có một người học trò thầy ban cho chữ Dũng, một người học trò, xin lỗi, cho chữ Trí là thầy ban cho chữ Trí. Rồi có nhiều người thầy ban cho Trí là bởi vì sao? Thầy biết được tâm tính của từng học trò. Thành ra cái tục gọi là xin chữ đầu năm của những học trò với thầy đó là hầu như là lời phê và lời tiên đoán của vị bậc thầy đối với học trò. Hay quá, dạ. Yeah. Và cho nên chúng ta, An Miên là lớn lên trong gia đình thì bố An Miên cũng noi theo người xưa thôi, bắt các con phải ngồi khai bút. Thì bố An Miên nói là khi con khai bút, con phải giữ tâm thanh tịnh. Rồi trong đầu của con nghĩ cái gì, con viết ngay chữ đó xuống. Thì cái chữ đó nó sẽ tiên đoán cho cả một năm của mình. Thì hồi đầu không tin, nhưng mà sau này An Miên thấy tin thật đó. Có những cái năm sau 75 thì phải nói chờ đợi ra đi, gọi là buồn chán, rất là nản. Rồi kinh tế tài chánh là nhìn xung quanh rất là cái thời người ta gọi là bao cấp đó. Không biết tại sao có cái thời đó khoảng năm 70 mấy đó, thì nó rất là khổ sở, gọi là đói. Thì An Miên chỉ thấy là cái chữ đầu tiên viết xuống bỗng chẳng là chữ tiền đó. Đầu nghĩa là An Miên quay lại thấy An Miên cũng biết chữ tiền. Rồi chị An Miên cũng biết chữ tiền, tức là thiếu tiền thưa quý vị. Thế bây giờ tôi xin hỏi, xin phép phỏng vấn cô An Miên. À, dạ vâng. Cô cũng đã ăn bao nhiêu, hay là hưởng, hay là đã có bao nhiêu mùa xuân ở hải ngoại rồi. Thì cái cảm giác mà của cô mỗi lần Tết về sao, cô có thể nói? Nói thì thật là buồn cười. Bởi vì An Miên từ Việt Nam, An Miên may mắn là đi bảo lãnh, An Miên qua bên Úc. An Miên rời Việt Nam là năm đã 28 tuổi rồi. Yeah. Những cái Tết trước 75 và sau 75 đều là những ký ức phải nói là buồn nhưng mà cũng vui, là bởi vì hàng xóm chung quanh láng giềng đều là Tết. Rồi khi sang Úc, lúc đó An Miên bị khựng lại là bởi vì lần đầu tiên đón cái Tết hải ngoại. An Miên cảm giác nó không phải là Tết. Tại vì chỉ có một tí cộng đồng Việt Nam đón Tết rồi vẫn đi học, vẫn bình thường. Thì may mắn là Tết rơi vào cuối tuần thì là mình được nghỉ, còn không thì vẫn đi học bình thường. Cho nên An Miên lại cảm thấy thương anh chị mình, những người đi trước bảo lãnh mình. Tại vì anh chị mình đã phải sống rất là buồn ở ngoại quốc, hải ngoại. Buồn đây là buồn nhớ nhà mỗi dịp xuân về. Rồi trong khi đó là An Miên ở Việt Nam thì tiền bạc anh chị gửi về lại ăn Tết rất là lớn. Có phải là vô tâm vô cùng không quý vị? Mà An Miên hồi đó không nghĩ tới là anh chị mình bên kia buồn thế nào mà ở đây cứ tưng bừng là đón Tết thật là vui. Cho tới ngày qua bên đó An Miên mới hiểu và rất là thương anh chị mình, những người đi trước. Rồi cho tới sau này, 2-3 năm sau An Miên qua bên Mỹ, tức là rời gia đình của mình, lập gia đình bên này, thì những cái Tết đó tủi vô cùng. Và từ tuổi đó thì đi, tuổi lắm, yeah. Tức là tuổi thân đó, yeah. Mặc dù bên gia đình chồng có đón Tết nhưng mà An Miên cảm giác xa lạ, yeah. Nó không phải cái Tết của bố mình, mẹ mình, của anh chị mình. Mình, yeah, cảm giác như mình là một là một cái nhân vật gọi là nhân vật phụ, mà nhân vật phụ gọi là nhân vật qua đường. Mà mặc dù là cũng phải làm cho những ngày Tết nhưng mà, yeah, cảm giác mình là cái bóng. Thành ra An Miên rất là chán, yeah. Và 3-4 năm sau thì An Miên nhất quyết không ăn Tết. Và bắt đầu An Miên đón Tết kiểu của An Miên là An Miên thích hoa, mua hoa, thích, yeah, gì làm đó. Chứ An Miên không có đến phải phục vụ ai cả, yeah, yeah. Tại vì An Miên cảm giác là nó thiếu đi cái tình, yeah. Cho nên An Miên mới nói là đón Tết, cái quan trọng là phải có tình yêu, tình cảm của gia đình, yeah, trong ngày Tết. Còn bằng không nó nhạt nhẽo lắm. Cô biết làm sao không? Tôi trong những cái niềm, cái sự may mắn mà tôi có, tôi nghĩ một trong những sự may mắn lớn là tôi được ở thành phố Westminster, ở ngay cái trái tim của Little Sài Gòn, thì ra nơi mà thành phố được phép đốt pháo. Và tôi nghĩ là ngoài Việt Nam ra chắc chỉ có Little Sài Gòn ở Westminster mới đón Tết, nghĩa là không hơn, ít nhất cũng bằng ở Việt Nam, tại vì nó có cái tiếng pháo. Đúng vậy. Có đầy đủ hết, có chợ Tết, có diễn hành, có báo xuân, có đủ bánh mứt, rồi có tiếng pháo đêm giao thừa. Nhưng mà đúng là chúng ta vẫn có một cái gì đó thiếu. Và hồi nãy cô có nhắc đến khai bút đầu năm. Tôi không có cái thông lệ đó, nhưng trong một năm, trong một mùa xuân, tôi có làm chuyện đó. Đó là năm 2015. Thì trong cái tâm trạng nghe tiếng pháo rộn rã và cảm thấy là vẫn còn cái gì đó nó buồn, vẫn còn thiếu, thì tôi mới viết mấy câu thơ như thế này, yeah. Xin đọc hầu quý khán giả và để cho cô
An Miên nghe là như thế này. Nó cũng hơi bi quan nhưng mà đó là tâm trạng của tôi, và tôi nghĩ đó cũng là tâm trạng của nhiều người chúng ta ăn một cái Tết tha hương. Nó như thế này, cũng ngắn thôi. Cũng nhánh mai vàng, cũng bánh chưng xanh, cũng tràng pháo đỏ. Thơ đầu năm, ngâm khẽ một đôi câu. Đời viễn xứ, tình hoài hương còn đó. Tết lại về, nhưng chẳng thấy xuân đâu. Thành ra Tết nó đó, mà trong lòng mình không thấy mùa xuân. Vậy thì giáo sư, theo giáo sư thì mùa xuân thế nào mới là mùa xuân? Mùa xuân là nó là một cái gì trừu tượng. Nó thuộc nhiều về cảm xúc. Còn Tết là một cái hiện tượng thiên nhiên. Nó hễ mà năm hết thì năm hết cái bà gọi là năm hết Tết đến á, nó xảy ra, cái điều đó xảy ra bởi vì thiên nhiên nó diễn ra là như vậy. Còn xuân thì phải ở trong lòng. Xuân là phải cảm thấy. Tết thì ăn, Tết thì chơi, nhưng mà xuân thì phải cảm thấy. Cảm thấy mùa xuân. Vâng, và thưa quý vị, phải nói là sau khi mà chúng ta xin chữ hoặc là viết chữ khai bút đầu năm thì có một cái điều mà bây giờ càng ngày càng thịnh hành, tức là câu đối Tết. Thì như nãy anh Miên có phân loại là có một số câu đối là mình mua hoặc là mình xin hoặc là mình viết trước Tết, mình dán trước cửa nhà hoặc treo trong nhà. Rồi có những cái câu đối mà trong cái ngày hội chợ Tết á, là mình đi, gọi là mình đưa lộc về nhà, tức là mình chuyển lộc về, tức là mình đi tậu những câu đối đó đem về để mà treo cho một năm thế cho khai bút. Thì riêng An Miên là ngoài khai bút ra đó, mà khai bút của An Miên tức là viết câu đối. An Miên thì nói chung là không có căn bản về thơ văn gì cả, nhưng mà An Miên chỉ thích viết là mình viết thôi, mà An Miên hay viết những cái vui đùa. Như An Miên cũng xin, năm nay An Miên cũng đang dự định sẽ viết câu như thế này, An Miên xin mượn đọc để gửi cho quý vị. Tất niên Quý Mão, tiễn mèo đi thẳng một lèo. Rồi An Miên cũng nói thêm nữa là tân niên Giáp Thìn, đón rồng hanh thông bay bổng. Thì An Miên cứ đùa với mèo thì đi một lèo, rồng thì nó bay bổng, nó hanh thông. Thì thưa quý vị, chúng ta có thể viết bất cứ cái gì chúng ta muốn, hoặc là quý vị có thể viết như là an khang thịnh vượng, chúc mừng năm mới, hoặc là bất cứ cái gì thì chúng ta có thể là viết ra chia đều hai bên, cũng là những cái câu đối nho nhỏ. Như vậy để hỏi cô đặt câu đối dí dỏm lắm đó, nhưng mà để hỏi lại cô, cái con mèo nó đi một lèo đó thì nó đi về hướng nào? Bây giờ thì cô biết nó về hướng nào không? An Miên cũng không biết luôn nữa. Nếu mình là người Việt Nam thì nó đi về hướng nào? An Miên không biết. Nó về hướng Tây, cô biết tại sao? Tại vì nước lèo là nó ở phía Tây của Việt Nam. Cháu sự thông minh quá. An Miên chỉ nghĩ là coi như là tống cử, tống nó đi, đẩy cho nó đi. Nhưng một lèo cho rồi. Nhưng mà về hướng nào chứ? Là nước lèo. Vâng, rất là hay. Và nhân tiện khi nói tới câu đối thì An muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là của một vị vua, là vua Thánh Tông. Thì vua Thánh Tông phải nói là vua rất là giỏi, và 40 năm làm vua là ngài hay đi gọi là vi hành để mà tìm đến những người dân nghèo, những người như làm những cái nghề gọi chân lấm tay bùn, những cái nghề mà không được sạch sẽ. Thì có một hôm, đây là một giai thoại thôi, thì là câu đối từ đâu ra, tức là khi mà nhà vua vi hành lúc là dịp Tết giao thừa, đến một cái nhà thì vua không thấy một không khí Tết, thì mới bước vào thì mới biết đây là nhà của một người vợ quá chồng, mà ông chồng thì làm nghề thợ nhuộm, còn người con trai thì đang ở xa, không có mặt ở nhà làm ăn, ở gọi tha hương cầu thực để mà có tiền nuôi mẹ mình. Thì vua mới nghe xong cái hoàn cảnh, cái vua cảm động, cái vua mới tặng cho đôi câu đối. Và câu đối đó được tương truyền, và từ đó phong tục câu đối trở nên rất là thịnh hành. Thì câu chuyện này cũng có nhiều người biết rồi, và có những dị bản quý vị có thể lên tìm. Thì cái câu đối đó như sau, để anh Miên ráng nhớ coi. Tức là thiên hạ thanh hoàng giai ngã thổ. Tức là trong thiên hạ, thanh là màu xanh, hoàng là màu vàng, giai ngã thổ, thổ tức là trong tay ta. Rồi câu thứ hai, triều trung chu tử tổng ngô môn, hoặc là tổng ngô gia. Thì triều trung, trung là TR, tức là trong triều đình.
chu tức là màu của chu sa là màu đỏ, tử là tia cực tím đó, tức là màu tím. Trong triều đình, những màu đỏ, những màu tím, tổng Ngô gia hay là tổng Môn gia thì là đều trong nhà họ Ngô của chúng ta mà ra. Và cái câu đối này, An Niên còn nhớ năm lớp 6 ở trường Gia Long, cái cuốn báo Xuân giai phẩm, thì cô bạn An Niên viết chứ không phải An Niên viết, thì cô có kể lại là sự tích câu đối, thì cô có kể câu chuyện này và từ đó là An Niên nhớ tới bây giờ. Tức là vua hết, có hết các màu trong tay. Không phải vua, tức là ông nói cái bà thợ nhuộm đó đó, tại vì gia chồng bà làm nghề thợ nhuộm. Ông làm cho ông mới viết cho câu đối vì bà không biết chữ. Ngày xưa ít dân không biết chữ thì ông mới nói là đưa, mới hỏi làm nghề gì thì bà mới nói gia cảnh là chồng ngày xưa làm thợ nhuộm, bây giờ ông mới thôi bà buồn quá bà không làm. Thì ông mới viết đôi câu đối rồi ông bảo dán lên trước cửa và lúc đó hàng xóm quay lại xem và từ đó nó tạo ra cái niềm vui cảm hứng cho người quả phụ này, tức là rất là tự hào trong thiên hạ xanh vàng là tay tớ cả. Rồi trong triều đình đỏ tím cũng là cửa nhà ta mà ra. Tôi thấy cái bản tiếng nôm của cô nó còn lý thú hơn nhiều đó. Trong tay tớ cả. Vâng, thì em thấy là dịch theo kiểu nôm na bình dân đi. Ở đây là vàng tía của triều đình, đỏ tía triều đình là trong nhà ta cả. Và từ đó và người quả phụ đó là tiếp tục nghề thợ nhuộm. Và thưa quý vị, cái giai thoại đó quý vị chúng ta có thể làm cái trò chơi trong ngày Tết. Chúng ta kể lại cho con cháu chúng ta nghe. Nếu một quý vị nào mà thích thú hơn có thể lên xem những cái sự tích của những câu đối thì chúng ta biết nhiều. Và những ngày xuân quý vị mà kể câu chuyện này nghe đi, bảo đảm con cháu chúng ta rất thích. An Niên đã kể cho con An Niên nghe và cháu rất là thích, và cháu viết, cháu ngồi viết tiếng Anh như là Happy New Year rồi Merry gì đó đại khái. Thưa quý vị, đó là những gì trong mùa xuân mà chúng ta phải nói là nhắc tới, gọi là mừng xuân đón Tết không thể thiếu. Thì tôi không biết thì giờ mình còn không, tôi có thể có một câu đối nữa. Dạ vâng, mời giáo sư. Tết thì ông Quang á, ông mới nhận, hồi xưa là Quang ưa nhận quà Tết của đúng vậy của những người trong làng. Đừng nói quà là lễ Tết. Lễ Tết, dạ vâng. Thế thì các mỗi người đem một món đến thì ông nói cảm ơn quý vị, nhưng mà tôi xin ra một câu đối là giáo dân nghệ ngũ cốc, tức là nôm na là dạy cho dân cái nghề mà trồng trọt đó. Giáo dân nghệ ngũ cốc, nhưng mà mỗi người phải đối lại một chữ thôi. Thì cái ông thứ nhất giáo, ông đối với gươm nó ok. Được không, ngày xưa ông có nói ok. Vâng. Rồi giáo dân thì người thứ nhì đối lại thành quan, ông nói ồ dân với quan cũng hay. Nghệ thì ông thứ ba mới nói nghệ thì đối với gừng, ông nói ô thì cũ mà đối với cũ thì hay quá. Tam giáo dân nghệ ngũ cốc, ngũ là năm thì cái ông kia đối lại là tam, tức là ba. Nói ồ số đối với số cũng hay. Cốc là nếu muốn hiểu theo tên cái loại chim thì ông kia đối lại là cò. Ông nói ồ mỗi người đối thật là hay. Nhưng mà để tôi đọc lại coi. Giáo dân nghệ ngũ cốc, tức là dạy dân trồng trọt những cái loại ngũ cốc. Đối lại với gươm, quan, gừng, tam, cò. Ông Quang ông nói ôi sao có cái gì, nếu mà bây giờ ông nói tiếng Mỹ ông sẽ nói là something wrong. Tại sao lại gươm, quan, gừng, tam, cò? Các quý vị thấy không, không mỗi chữ đó thì đối nó rất là hay, nhưng mà ráp lại nó không có ra gì hết. Ý ông muốn nói là quà đó, mỗi người cho mỗi món đó nó tủn mũn quá. Chi bằng quý vị hùm lại mà cho một món nó đáng đi. Cũng giống như cái câu đối của quý vị, nếu mà quý vị đối chung á thì nó sẽ hay. Đó là một cái nét về câu đối ngày xuân đó. Câu chuyện rất là dễ thương. Và cái đó thì An Niên lại thêm một bài học nữa là chúng ta đừng ráp chữ. Đừng có thấy người ta làm thơ rồi ta về học ráp chữ. Hay là mình nói cách khác nữa là phải có teamwork. Dạ tức vâng. Là phải làm chung với nhau. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trong một cái không khí mừng xuân đón Tết thì chắc chắn là ai ai cũng phải cần có những câu chúc Tết. Xin mời giáo sư. Dạ thì cảm ơn cô An Miên. Tôi thì tôi nghĩ là tôi không muốn vướng vào những cái câu chúc, nó đã trở thành là sáo ngữ. Gia đình chúng tôi là Phật giáo nhưng mà cũng có Công giáo nữa, thành ra tôi xin nói cái câu này mà không có bị kêu bằng là bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà tôi vẫn tâm đắc cái câu của bên nhà Phật là thân tâm thường an lạc. Thì tôi tuy là thí dụ chúng ta không có muốn dùng câu đó để mà chúc, tại vì nó có vẻ nhúng mùi Phật giáo quá chăng, nhưng mà thôi mình nghĩ cái câu đó nó hay ở chỗ là thân thì an, tức là mình không có bệnh hoạn, mà tâm thì lạc, tức là
thần trí mình nó vui vẻ. Thì tôi cũng muốn dựa vào đó mà xin kính chúc quý vị, kính chúc cô An Miên và tất cả nhân viên của đài Sài Gòn TV đầu năm mới là được nhiều sức khỏe, luôn an vui và may mắn. Chứ không có đi dùng những cái chữ mà nó đã trở thành sáo ngữ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ thì An Miên lại học đòi là dùng những câu mà hay được nhiều người nhắc đến, mà An Miên thấy nó cũng vui vui. Đó là ngũ phúc lâm môn. Chúc cho quý vị ngũ phúc lâm môn. Và ngũ phúc là gì? Tức là phúc lộc thọ khang ninh. Thì chắc có lẽ phúc lộc thọ ai ai cũng biết. Còn chữ khang thì An Miên xin nhấn mạnh khang trong khang kiện, tức là về sức khỏe. Và chữ ninh, ninh đây mới thực sự là chữ an. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mừng Xuân Đón Tết. Và chúc quý vị một ngày thật an lành và đồng thời một mùa xuân mãi mãi tươi đẹp và mãi mãi nở xuân trong mỗi cuộc đời của chúng ta.